sắp được các bạn chị đang yêu này. Tôi nhớ là tôi chị đang yêu này. Tôi em đang dùng cái con đang yêu này. Anh chị sẽ tận cùng với tôi nhé. Dạ. Shop là mình đang sản phẩm mới, đang sản phẩm các thứ trên này, đang sản phẩm thông tin các thứ trên này, sản phẩm này đơn hàng các thứ này, và là mình sẽ quản lý vận hành ở trên này, thì cái này gọi là TikTok Shop. Tham gia vào cái cuộc chơi là chạy quảng cáo. Thế là nó được tiếp cận rất là nhiều.